Rồi hiện tại là nó không có truyền. À, nói vừa rồi mới tắt thì nó sẽ có một tín hiệu đúng không? Giờ khóa vô lăng đi. Em mở cánh cửa ra là khóa vô lăng. Rồi, giờ tiếp tục là mở vô lăng, chụp cái đó lại. Hello, xin chào các bạn đang xem kênh Ông Vật Lý. À, tôi đang ngồi với Tuấn, học viên của cái khóa chẩn đoán trên xe. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái video review về cái khóa học chẩn đoán trên xe này. Tuấn có thể cho biết mọi người biết trải qua những cái phần học như thế nào để có thể bước lên xe và học chẩn đoán ở trên xe. Dạ, thưa thầy, thì lúc mới đầu học thì học lý thuyết, nhà là có 5 buổi về điện cơ bản, rồi tiếp theo có 10 buổi về điện thân xe, rồi có tiếp nữa thì học 10 buổi về điện động cơ, phun xăng, đánh lửa. À, tức là Tuấn học qua video, có nghĩa là một cái các cái buổi học online đã có sẵn, Tuấn phải học trước cái khóa đó, tức là gồm là 25 buổi, thì gồm có 5 buổi điện cơ bản, 10 buổi điện thân xe và 10 buổi điện động cơ là điện phun xăng. Rồi cái phần mà chúng ta đang học đó là phần cuối cùng đúng không? Đó là phần chẩn đoán ở trên xe. Thì hôm nay là mình là đang ở buổi thứ mấy Tuấn? Dạ, mình đang học tới buổi thứ 8. Rồi buổi thứ 8 là học về hộp smart key, là đang học về khóa vô lăng. À, là chúng tôi đang chuẩn bị học về hệ thống smart key, trong đó có cái khóa vô lăng. Thì Tuấn có thể cho mọi người biết là các cái buổi học vừa rồi là tuần tự nó như thế nào không, để mọi người biết là cái khóa học chẩn đoán trên xe này học những cái nội dung gì. Dạ, học chẩn đoán trên xe thì hai buổi đầu tiên là học về sử dụng và máy chẩn đoán là đây phải không? Dạ. Đây giới thiệu mọi người là máy chẩn đoán mà Tuấn đã học. À, mọi người có thể đã xem trên kênh thì sẽ biết là cái máy này sử dụng rồi, Tuấn đã xuất hiện trên kênh rồi. Bạn có thể xem video đó về. Rồi hai buổi tiếp theo là học về gì Tuấn? Dạ, hai buổi tiếp theo là học về làm chìa khóa smart key. À, chìa smart key. Dạ. Tạo ra chìa smart key, sao chép chìa đúng không? Dạ. Rồi hai buổi tiếp theo là mình học về gì? Hai buổi tiếp nữa thì mình học về chẩn đoán về cái hệ thống điện thân xe. Rồi mình học về sử dụng cái đồng hồ đo vôn đúng không? Sử dụng đồng hồ các cái dụng cụ đo đúng không? Cụ thể là mình có sử dụng cái thiết bị đó là cái máy oscilloscope này đúng không? Máy đo xung nè. Đây. Những chập nữa chúng ta sẽ thấy Tuấn sử dụng cái máy này để tìm hiểu về cái khóa vô lăng. Rồi các buổi tiếp theo nữa, trong cái khóa học tiếp theo là thầy đã nói là ta sẽ học gì nữa tiếp theo? Dạ, còn những buổi còn lại thì mình học về chẩn đoán về điện thân xe và điện động cơ. À, tức là tìm hiểu về điện thân xe, điện động cơ đúng không? Rồi sẵn đây cho mọi người xem cái công việc mà thầy chọn chúng tôi chuẩn bị. Đây, cái đây là cái xe đã được mở bung ra để cho dễ trong cái việc thao tác đo kiểm đó. Và hôm nay là sẽ tìm hiểu về cái khóa vô lăng nha. Khóa vô lăng thì bây giờ Tuấn sẽ thực hiện đọc cái sơ đồ của nó ra. Em có thể mở cái tìm hiểu trước về cái sơ đồ điện thân xe, trong đó có cái phần hệ thống smart key. Này, Tuấn đang sử dụng cái phần mềm gì Tuấn? Là Karmin. À, Karmin là một phần mềm rất là phổ biến ở trên điện thoại thông minh. À, xe mình là xe gì? Xe Hyundai i10. À, Hyundai i10 đâu? Đây, xem 2019.
đúng không? Cái hộp khóa vô lăng nào? Khóa vô lăng hộp này. À, nó tên tiếng Anh là electronic steering column lock, có nghĩa là khóa cái trục lái vô lăng bằng điện đúng không? Yeah. Rồi nó được kết nối với cái hộp dưới là hộp gì á? Hộp này là hộp smart key control module. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi thứ trên cái hộp hộp điều khiển lock này nó mấy giây nè? Có 5 giây thôi. 5 giây đúng không? Yeah. Bây giờ mình nó có dùng dây 2 dây dương âm đúng không? Dạ. Yeah. Đỏ với xanh. Dây xám là dây cơm truyền tín hiệu, với 2 dây là dây unlock và dây enap đúng không? 5 dây. Thì bây giờ thì nguồn thì mình có thể đo dễ dàng rồi. Chủ yếu hôm nay là mình sẽ dùng cái máy oscilloscope này, máy đo xung này, mình sẽ đo ba cái xung này đúng không? Ba cái tín hiệu này. Xem cái tín hiệu nào nó cho biết cái thông tin gì trên đây. Được chưa? Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ em có thể đổi chỗ qua bên phía thầy ha. Rồi thầy qua bên kia. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người xem cái vị trí của cái khóa vô lăng đúng không? Đó. Ôi dạ, khó nhà. Đây, cái cụm này là cái cụm khóa vô lăng. Kéo cái vô lăng xuống rồi tôi. À rồi rồi, kéo xuống gịch xuống hết rồi. Đó. Đây là cái vị trí của cái cụm khóa vô lăng. Đây này mình xe máy mình gọi là khóa cổ, đây là khóa vô lăng. Thì khóa vô lăng này nằm trong hệ thống smart key, có nghĩa là khi mà mình mở nguồn thì mở nguồn được thì cái khóa vô lăng này nó mới được mở. Và khi mình tắt nguồn đi và mở cửa xe ra thì cái khóa vô lăng này nó sẽ lock lại để không có người ta không có thể nào lái xe được. Thì nó nằm trong hệ thống smart key ha. Tức là nó nhận diện được chìa khóa thì nó mới mở được cái vô lăng này. Mở vô lăng được là cái yếu tố đầu tiên để mà có thể chạy xe được. Rồi. Bây giờ cái hệ thống này nó là cái cụm này. Đó, cụm này. Thì cái giắc của nó là đây. Giắc ở đây. Bây giờ Tuấn sẽ đo ba cái tín hiệu ở trên như sơ đồ này mình thấy là chân cơm, chân enap và chân unlock đúng không? Yeah. Từ đó mình sẽ tìm hiểu cái hoạt động của nó qua cái xung của nó để mình biết. Đây thì cũng quay sơ bộ để mình nhìn thấy một số cái bộ phận ở trên xe. Đây đã được tháo ra để cho dễ thao tác. Rồi. Rồi Tuấn em sử dụng cái oscilloscope đi. Này mình đo cái tín hiệu của cái chân cơm trước đi. Dạ. Kẹp mát trước đi. Tìm chỗ kẹp mát trước. Đó ngay chỗ đó luôn. Ngay chỗ đó luôn Tuấn ơi. Đây nè. Đó. Rồi, theo là mình kẹp cái dây đo vào cái dây cơm đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Ok. Được chưa? Thả cái dây nó thòng xuống đi. Rồi. Rồi, sau khi mình có một chút trục trặc thì giờ mình đã kết nối được cái quay đo của mình với cái chân cơm rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm cách mình hiện cái sóng của xung cơm lên. Thì đầu tiên là em phải chỉnh vô đây nè. Đó, em chọn cái chế độ single, có nghĩa là khi mà nó có cái xung xuất hiện á, nó sẽ chụp hình lại cho mình cái xung đó ha. Rồi lấy sườn lên, mình chọn vô kênh số 2, cái kênh kết nối mình đang là kênh số 2 đúng không?
rồi mình chọn rồi mình nấu ra nè. Bây giờ mỗi lần mà mình mở cái nút startup lên, đúng không, mở nút startup lên thì nó sẽ xuất hiện cái sung đúng không? Rồi mở rồi đó, rồi đây là cái sung mà nó chụp được nè, là cái sung cơm. Sung này là truyền tín hiệu giữa cái hộp smart key với cái gì. Từ từ để mình cho nó trôi đi. Rồi bây giờ bấm đi, vô lăng, tiếng vô lăng nó khóa lại nè đó. Thì khi vô lăng nó khóa lại thì mình sẽ có cái sung cơm đúng không? À, sung cơm thì cái tín hiệu này nó sẽ được truyền bằng dạng số, nó số hóa, cho nên mình nhìn vào đây thì mình biết là nó có tín hiệu không thôi, chứ còn mình không thể đọc được cái sung này, bởi vì sung này nó là một cái sung mã hóa thoáng qua, mình không có chụp hết được. Nhưng mà mình đo như vậy thì mình sẽ biết được là nó có truyền tín hiệu đúng không? Đó. Và cái chân cơm này là cái chân mà để nó xác nhận là cái hộp đây là cái hộp mà điều khiển lốc vô lăng nè, nó giao tiếp với cái hộp smart key thì nó sẽ truyền bằng một cái sung vuông. Cái sung này em muốn coi cái điện áp nó thì em có thể coi bằng cách nào nè, em vào và vô này đúng không? Đó, rồi em kéo cái thanh này em đo này, đó. Đấy, thì cái tín hiệu nó hiện là bao nhiêu? Là 12V đúng không? Dạ. 12V. Như vậy khi như các bạn cái mức trên này là mức 12V này, khi nó truyền tín hiệu thì nó về 0 nè. Rồi thì có thể cái số này sẽ là con số 0 ở trong cái dữ liệu nó truyền đi, số 0, số 1. Chỗ này khoảng trống dài hơn là gấp đôi là hai con số 0, nên là nó truyền một cái mã số nhị phân về cho cái hộp điều khiển lốc vô lăng để xác nhận đúng chìa khóa. Rồi bây giờ mình đo cái hai cái sung, đó là cái sung của thằng cái chân unlock và cái chân enap đúng không? Rồi coi thử hai cái sung nữa, là bây giờ mình dùng hai kênh đi, mình đo nó. Rồi em cầm máy đi, ổn định ở cho dễ. Rồi mình chuyển qua sung này, cái này ra. Rồi lấy một cái này nữa, cái này đầu này kẹp mát đúng không? Rồi một cái que đo này sẽ kẹp vào cái tín hiệu của cái chân này. Vừa quay vừa. Rồi được chưa? Rồi cái màn hình đâu? Bây giờ mình sẽ thoát khỏi cái chế độ này. Bây giờ mình sẽ làm gì? Bấm cái khóa vô lăng đang khóa đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm nó đi, bấm nút startup này cho vô lăng nó mở ra. Đấy, xong nó như thế nào? Vậy thì giờ mình sẽ chuyển cái chế độ qua, chuyển qua cái chế độ mà auto đi, được chưa? Chuyển qua chế độ auto. Bây giờ mình biết là cái này nó cái khoảng truyền nó cỡ mấy giây thôi, là mình nên chỉnh cái này lại, chỉnh cái này lên đang là 1 mili giây trên một ô đúng không? Nên chỉnh lên nó tới giây lận. Rồi cái này là nó sẽ hiện sóng cho mình nè, được chưa? Bây giờ mình đấy, thì khi mình tắt nút startup thì bây giờ em khóa vô lăng đi, bấm nút khóa nó khóa này chậm rồi bấm đi, đó nó đang khóa vô lăng này. Rồi bây giờ mình mới mở nút startup này thì cái sung nó sẽ như thế nào, nó được chưa? Rồi bây giờ mình thấy cái sung màu vàng nó bị nó điện áp nó thấp thì mình làm gì? Mình chỉnh cái điện áp sung màu vàng lên đúng không? Màu vàng bao nhiêu rồi?
chỉnh cho nó bằng với cái này luôn đi. Này là đang là 5V trên 1 độ chia đúng không? Thì cái kênh màu vàng này mà đang ở 25V đúng không? Mình chỉnh lại. À, mình rồi 5V độ chia hai thằng bằng nhau rồi đó. Rồi hiện tại là nó không có truyền. À, nói vừa rồi mới tắt thì nó sẽ có một tín hiệu đúng không? Giờ khóa vô lăng đi. Em mở cánh cửa ra là khóa vô lăng. Rồi, tiếp tục là mở vô lăng, chụp cái đó lại. Rồi nó đã trôi qua rồi, lại nha, từ từ. Bây giờ đợi cho nó. Giờ sau khi thì tắt cái này á là mình mở cửa ra đúng không? Đóng cửa lại cho nó giống luôn thực tế đi. Đóng cửa lại. Rồi. Bây giờ thầy sẽ tắt cái nguồn này đúng không? Thầy nó trôi qua nhanh. Rồi bắt đầu chu kỳ mới nè. Rồi thầy tắt nè. Đúng không? Rồi bây giờ em mở cửa ra cho cái vô lăng nó khóa lại. Đúng chưa? Rồi đóng cửa lại đi. Rồi bây giờ mình rồi chụp hình dừng nó lại. Được chưa? Rồi. Và như vậy mình thấy cái gì? À, cái xung này là sao? Xung này là tắt. Xung này là mình tắt nguồn, dạ, đúng không? Tắt nút start up thì cái chân này là chân unlock, nó sẽ xuống từ 12 xuống 0 đúng không? Dạ. Rồi sau đó là sao nữa? Sau đó mình lock. À, tức là sau đó mình mở cửa xe đúng không? Dạ. Mình mở cửa xe thì bắt đầu nó khóa vô lăng đúng không? Thì cái khóa vô lăng mình là nó cũng xuống tiếp một cái xung nữa, là nhưng mà cái độ rộng xung nó khác đúng không? Rồi tiếp theo là mình đóng cửa xe lại và mình mở nút start up, có nghĩa là mở vô lăng trở lại. Như vậy quá trình nè, chỗ này là tắt nguồn nút start up nè, chỗ này là mở cửa ra là nó khóa vô lăng nè, chỗ này bấm nút start up là cái vô lăng nó được mở nè. Và như vậy mình thấy là nè, còn cái xung trên là cái xung của cái chân enap đúng không? Dạ. Thì cái chung enap thì nó có hai trạng thái thôi, mở vô lăng nè đúng không? Chỗ này là chỗ này khóa vô lăng nè. Chỗ này mở vô lăng nè. Thì hai xung nó đều giống nhau. Đúng không? Tức là mở và khóa là giống nhau, có nghĩa là nó báo trạng thái là khi cái bộ gì? Bộ khóa vô lăng này hoạt động, khóa hoặc mở thì nó đều cho cái xung này. Thì cái xung này nó sẽ gửi xuống cho cái hộp smart key đúng không? Là cái chân này là chân tín hiệu của cái chân enap. Hồi nãy trong sơ đồ chân enap. Còn cái chân này là nó báo ba cái trạng thái. Trạng thái đầu tiên là tắt nút start top, là tắt nguồn toàn bộ xe, thì nó sẽ hiện cho mình cái xung này nó xuống không đúng không? Nó báo trong hộp là biết là mình mới báo cho cái hộp cái cục gì, cái cục mà lóc vô lăng này là biết là mới vừa tắt vậy, mới vừa tắt nguồn. Yeah. Tắt nguồn toàn bộ xe. Nhưng mà khóa vô lăng chưa? Chưa. Khi nào mình mở cái cánh cửa xe, mình bước ra khỏi xe thì ngay lập tức là một cái xung này nó sẽ đi xuống xuống mức thấp đúng không? Đó, thì cái xung này nó báo cho cái hộp khóa vô lăng là gì? Khóa vô lăng đi. Hiểu không? Là nó điều khiển khóa vô lăng. Được chưa? Điều khiển khóa vô lăng. Rồi khi mà mình vào xe mà mình bấm được cái nút start stop, mở được nguồn lên thì nó sẽ truyền lệnh lên thằng này mở gì? Xung này là xung truyền lên để mở vô lăng. Vô lăng đó. Thì như vậy cái hộp này là hộp khóa vô lăng ha, với cái hộp smart key nó sẽ truyền nhận tín hiệu qua ba cái đường dây, đó là cái dương cơm, dây enap và dây unlock đúng không? Rồi và như vậy là vừa rồi là thầy trò chúng tôi đo cái xung, tìm hiểu về cái xung tín hiệu ở trong cái khóa vô lăng. Đây là cái video để các bạn biết được cái khóa học nó diễn ra trên xe như thế nào. Và hiện tại thì cái khóa học này vẫn duy trì là học trên xe trực tiếp và có thể học từ xa. Thì các bạn có thể đăng ký qua cái số điện thoại tôi sẽ để trên cái màn hình. Rồi cảm ơn các bạn đã chịu khó xem video hơi bị giật.
Rồi, chào tạm biệt mọi người. Tuấn chào tạm biệt mọi người. Chào mọi người. Rồi, xin chào mọi người.